tầng lớp Itaewon Itaewon Class. Giang Cương Su muốn vùi, nhưng cũng chẳng dập nổi sự kiêu hãnh của Ma Huynh Y, phải nói là bộ phim Itaewon Class quy tụ dàn cast phụ chất như nước cất trong đó có Lee Zo vai Ma Huynh Y. Việc Ma Huynh Y là người chuyển giới bị báo chí phanh phui bởi cậu em đáng mến Giang Cương Su. Không làm cho Ma Huynh Y phải chạy trốn, mà cô đã trở lại, và lợi hại hơn xưa. Vừa qua, khi bộ phim Itaewon Class kết thúc tập 12. Khán giả trao đảo với màn bách ấn tượng của người đẹp phi giới tính Ma Huyên Y, vốn là một cô gái cá tính mạnh mẽ. Và luôn sống độc lập, Ma Huyên Y chỉ sống theo cách mình muốn, chưa bao giờ chạy theo đám đông, vì thế cô ấy chẳng thể, vì những tin đồn vùi lấp sự tỏa sáng của mình. Ma Huyên Y là một trong những cast phụ ấn tượng nhất. Cô tham gia bộ phim Itaewon Class trong vai trò người nấu nướng cho Dan Bem, vì sự bất cẩn, và thiếu tinh tế của Ma Huyên Y, mà Son Y-seo, đã đề nghị sa thải cô. Tuy nhiên, được ông chỉ Park động viên, và luôn khích lệ, giờ Ma Huynh Y, đã là một đầu bếp nổi tiếng của Dan Bèm. Ma Huynh Y, được mệnh danh là cô gái truyền cảm hứng cho các thành viên của Dan Bèm. cô có lối sống, và tư duy khá sâu sắc. Mỗi một thành viên trong Dan Bèm đều tìm đến cô, để chút những muộn phiền, và nghe cô khích lệ. Và đối với Giang Cương Su cũng vậy, cô coi cậu như một người em, có thể coi đó là một tình bạn đẹp. Thế rồi, tình bạn đó, được Giang Cương Su ví như một trò chơi và kết thúc nó bằng việc đưa sự thật cô là người chuyển giới điều. Mà bản thân cô muốn giữ kín tràn lan trên khắp các mặt báo. Đúng là cách làm việc của những kẻ thừa tiền đủ mưu mô. Như cách mà Giang Cương Su nói làm việc theo cách của Giang Ga. Đầu bếp Ma Huyên Y của nhà hàng Dan Bem là một người chuyển giới nhanh chóng lan tỏa. Và gây ra hiệu ứng kỳ thị đối với cô. Ma Huyên Y bị xấu hổ. Và tổn thương khi cô bị chỉ trỏ soi mói. Ánh nhìn ghê rợn của đám hậu kỳ và những người cùng tham gia cuộc thi ẩm thực làm cô bất giác sợ hãi bỏ chạy. Ngay sau đó, ông chủ Danbem Park Sae Joi đã chạy theo cô. Sae Joi là một người sống có nguyên tắc nếu đã là người của tôi, tôi sẽ bảo vệ đến cùng, dù cho người đó đúng hay sai. Ma Huyên Y là một người chuyển giới không xấu, xấu là mình không dám thừa nhận chính mình. Anh chạy bàn choi sung quân Ryu Kyung Su. Đã đúng cô ấy là người mạnh mẽ, đừng coi thường cô ấy cô ấy, sẽ trở lại. Giang Cương Su, đang hả hê vì sự tàn nhẫn ngu xuẩn của mình, đã khiến Ma Huynh Y tổn thương, và cô ấy phải chạy trốn, như vậy Giang Ga sẽ có cơ hội 90% phần thắng. Gia đình nhà Giang Ga sẽ đại bại, vì luôn có tư duy coi thường, và đánh giá thấp người khác, phải làm cho Giang Cương Su thất vọng rồi. Ma Huynh Y đã lật ngửa ván bài, và hiên ngang thừa nhận trên sóng truyền hình tôi là Ma Huynh Y nhà hàng Dan Bem. Tôi là người chuyển giới, từ thế bị động chuyển sang thế chủ động. Ma Huynh Y ghi một bàn cứu thua trông thấy, và cũng nhân đây cô có mà lột xác, để là chính mình, cô sẽ chiến thắng bằng sự tài năng, xinh đẹp chứ không phải những tai tiếng không đáng có. Khỏi phải nói, sau tập 12 Itaewon Class, Ma Huyên Y đang ở trong top 10 kìm tiếm của Naver đã vọt thẳng lên vị trí số 2, sức hút của Ma Huyên Y ngày càng thăng hạng. Sau vai diễn này, khán giả chờ mong Lee Jo Young sẽ có vai chính cá tính trong các dự án tiếp theo. Nói qua về diễn viên Lee Jo Young sinh năm 1992, đang là người mẫu, diễn viên, và nổi lên ấn tượng trong phim tiên nữ cử tạ, Lee Jo Young, được giới chuyên môn đánh giá cao về diễn xuất lẫn ngoại hình. Người ta gọi cô là nét đẹp phá chuẩn Hàn, là của lạ của điện ảnh Hàn Quốc. Lee Jo Young Từng chia sẻ khi nhận vai diễn Ma Huyên Y tôi, đã suy nghĩ rất nhiều về cách tôi, nên đóng vai này, tôi, đã quyết định, rằng thay, vì tập trung, vào giới tính trong khi diễn xuất tôi, nên tập trung, vào tính cách của vai diễn Ma Huyên Y. Lý Young tham ít phím, nhưng cực chất, cô, chứng tỏ mình là diễn viên triển vọng bậc nhất khi tham dự liên hoan phim quốc tế Busan. Và nhận giải thưởng ngôi sao độc lập ở vai diễn trong bộ phim Baby Girl, trong phim cô, vào vai cô gái tên Suin In sắp tốt nghiệp trung học. Và ước mơ trở thành cầu thủ bóng chày chuyên nghiệp. Chúng ta cùng Sao Star cập nhật những thông tin mới nhất về bộ phim Itaewon Class. Sẽ được phát sóng vào 21 giờ thứ 6, thứ 7 trên dây bần tổ chức nhé nếu tôi đọc nghe không hay thì xin gạch đá cứ bay vào mồm trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin hãy cho một lượt thích chia sẻ và đừng quên bấm nút theo dõi kênh xin chào và hẹn gặp lại